chào cô. À, Tuyết Vinh đến rồi đó hả? Dạ. Nào bây giờ chúng ta cùng chào quý vị khán giả nào. Dạ, cô Hà và Tuyết Vinh kính chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Cô Hà ơi, lâu lắm rồi em mới được thưởng thức tiếng hát của cô đó nha. Mà có mấy khi được nghe cô Hà hát đâu phải không quý vị khán giả? Cô chỉ hát cho vui vậy thôi, chứ cô không có tự tin để cho quý vị khán giả thưởng thức giọng hát của mình đâu. Cô chỉ tự tin khi mời khán giả những cái món ngon mà thôi. Vậy thì quá tốt rồi. Mà em thấy là mùa hè cũng đến rồi nè, mà các nguyên liệu thực phẩm cũng rất là dồi dào. Vậy chắc chắn cô Hà phải giới thiệu thật nhiều món ngon cho quý vị khán giả đó nha. Kính mời quý vị khán giả cùng đến với chủ đề của chương trình Buffet mùa hè. Dạ, chỉ cần nghe cái tên chủ đề thôi là đã thấy hấp dẫn rồi đó cô ơi. À, thí dụ như nè, thứ sáu thì mình sẽ chế biến một món ăn từ hải sản. Thứ bảy là thì món ăn làm từ rau củ quả. Còn chủ nhật thì làm bánh. Cứ như vậy thì chúng ta sẽ có rất là nhiều món để tổng hợp lại làm thành một buổi tiệc buffet mùa hè với những món ngon nè, mới lạ nè, và điều đặc biệt là chỉ chế biến trong tích tắc mà thôi. Nghe lời quảng cáo của cô chắc chắn là cả quý vị khán giả và cả em nữa đang rất là háo hức. Vậy không biết là món mở đầu cho chủ đề của chúng ta sẽ là món gì vậy cô? Đó là món bánh cay nhân tôm. Để làm món bánh cay nhân tôm, chúng ta cần chuẩn bị 100g tôm sú rang muối bóc vỏ, một chén khoai mì mài, bột gạo, bột nghệ, muối ớt tôm, ớt băm, đầu hành lá băm, cọng ngò rí băm, các gia vị thông thường và sốt mayonnaise aji mayo. Chú Vinh biết không, khoai mì là nguyên liệu chính và là nguyên liệu quan trọng nhất trong món bánh cay nhân tôm này đó. Mà thông thường em nhớ là có hai loại khoai mì lận, đúng không cô? Đúng rồi, có hai loại khoai mì, đó là loại khoai mì sượng và loại khoai mì bở. Đối với lại món bánh này thì chúng ta sẽ chọn loại khoai mì bở, bởi vì khoai mì bở thì sẽ có nhiều tinh bột hơn. Chúng ta sẽ chọn loại khoai mì to, đủ già, như vậy thì bánh nó sẽ xốp hơn, dẻo hơn. Để em nhắc lại với quý vị khán giả bí quyết này đã nha cô. Quý vị khán giả ơi, chúng ta hãy chọn loại khoai mì đủ già, như vậy thì sẽ có nhiều tinh bột hơn, bánh chiên sẽ được xốp hơn. Bây giờ thì tôi sẽ vắt bớt nước của phần khoai mì này. Như vậy là cô đã vắt xong khoai mì mài rồi đó. Cô ơi, em nhớ là lúc nãy cô có dặn em là chọn mua củ khoai mì hơi già một chút. Vậy làm sao để em biết là củ khoai mì già hả cô? Đây là cái củ khoai mì mà già. Muốn được củ khoai mì già thì mình sẽ chọn những củ khoai mà nó có độ to và cái vỏ nâu bên ngoài này nè, nó có những cái lằn xếp của nó nở to ra. Rồi cái phần mà cái vỏ hồng ở bên trong thì nó hơi sậm màu, chứ nó không có tươi sáng lắm. Cảm ơn cô đã chỉ cho em một kinh nghiệm để chọn khoai. Tiếp theo thì chúng ta sẽ chuẩn bị phần nhân tôm. Tôm sú mua về thì chúng ta sẽ rang với muối cho chín, rồi sau đó lột vỏ. Và bây giờ thì sẽ cắt khoảng chừng 2 phân. Chúng ta sẽ trộn vào tôm này một muỗng canh aji mayo. Mình sẽ trộn đều lên ha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ chuẩn bị phần bột ha. Đây là phần nước của khoai mì mà chúng ta đã vắt ra. Thì các bạn thấy là có một cái phần tinh bột lắng lại ở bên dưới. Thì chúng ta sẽ bỏ phần nước đi và chúng ta lấy phần tinh bột trộn ngược lại vào trong khoai mì. Chúng ta sẽ trộn vào một muỗng canh bột gạo. Cô ơi, em thấy là khoai mì thì nhiều tinh bột lắm rồi, tại sao mình phải sử dụng thêm bột gạo nữa cô? Mình trộn thêm bột gạo vào đây để giúp cho bột ráo nè, thì mình sẽ dễ tạo hình và bánh có độ giòn đó. Như vậy thì đây cũng là một bí quyết nho nhỏ trong món ăn này đúng không cô? Để em nhắc lại với quý vị khán giả đã nha cô. Quý vị ơi, cùng lưu ý với Tuyết Vinh nào, chúng ta sẽ cho bột gạo vào trong khoai thì sẽ giúp bột ráo nè, dễ tạo hình và tạo được độ giòn cho bánh. Cô sẽ cho vào đây nửa muỗng cà phê bột nghệ, một muỗng cà phê muối ớt tôm, một muỗng cà phê ớt băm, một muỗng cà phê đầu hành lá băm và một muỗng cà phê cọng ngò rí băm, 1/4 muỗng cà phê đường, 1/2 muỗng cà phê tiêu, 1/2 muỗng cà phê hạt nêm Ajinon và 1/4 muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto. Chúng ta sẽ trộn đều phần vỏ bánh này lên ha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tạo hình bánh và chiên. Trước khi chiên thì mình sẽ bắt chảo dầu lên ha. Chúng ta sẽ chia cái phần vỏ bánh như thế này thành những cái viên tròn, không? Đường kính khoảng chừng 2 phân đến 3 phân như vậy. Sau đó thì chúng ta sẽ nắn dẹp nó ra, cho một phần tôm vào trong và bao lại. Như vậy là được rồi đúng không cô? Đúng rồi. Cô ơi, như vậy là cô trò mình đã hoàn thành rồi. Chiên mà em đã thấy thật là hấp dẫn rồi đó cô. Dầu vừa nóng rồi, bây giờ mình sẽ cho phần bánh cay này vào đây chiên. Chỉ còn ít phút nữa thôi chúng ta sẽ được thưởng thức món bánh cay nhân tôm rồi đó quý vị. Cùng Tuyết Vinh chờ đợi nha. Thấy chưa, màu vàng rồi chưa? Cô ơi. Được rồi đó Tuyết Vinh ha. Bây giờ cô sẽ vớt ra nè.
Tuyết Vinh thấy là món ăn này có đảm bảo tiêu chí trong tích tắc không nè? Chắc chắn rồi, nhưng mà bây giờ mình còn một khâu nữa cũng quan trọng, là phải trình bày ra dĩa đã cô ơi. Đúng rồi. À, như vậy là hoàn tất rồi. Bây giờ cô sẽ mời Tuyết Vinh thử ha, ăn thử món ăn này và chia sẻ cảm nhận với khán giả nha. Vàng rướm luôn nè, mà còn được điểm xuyết bởi màu xanh, màu đỏ của hành và ớt nữa. Món ăn của mình ngon mắt quá chừng luôn. Chắc chắn nếu như trong một buổi tiệc buffet mà có món ăn này thì không ai có thể bỏ qua được. Bây giờ thì chấm với một ít mayonnaise aji mayo. Cảm giác rất là tuyệt vời cô ơi. Chiếc bánh giòn rụm luôn nè, mà mùi vị rất là hài hòa, đặc biệt là kết hợp thêm với sốt mayonnaise aji mayo chua chua béo béo, làm cho mình rất là khoái khẩu đó cô. Món này thì Tuyết Vinh nhớ ăn nóng ha. Dạ, buffet mùa hè. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì chương trình Món Ngon Mỗi Ngày kỳ này xin được khép lại. Cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Nhưng quý vị đừng quên đóng góp ý kiến để chương trình của chúng ta ngày một hấp dẫn hơn nhé. Hãy cùng gửi thư đến hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn. Hoặc quý vị có thể gọi điện đến Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam, số điện thoại 083-823-7557. Cô Hà và Tuyết Vinh cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.